Hello, ta chào khỏ, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video Zuo Ren, làm người, và chúng ta cùng nhau học nha. Zuo Ren, chân de hao nan. Zuo Ren, chân de hao nan. Zuo Ren, làm người, chân de, thật sự, hao bằng với khẩn, hao nan, rất khó. Zuo Ren, chân de hao nan. Shàn liang dián, bèi ren lì yòng. Shàn liang dián, bèi ren lì yòng. Sàn liáng, lương thiện, tiện chính là y tiện, một chút. Bây rấn, bị người ta, ly dụng, lợi dụng. Sàn liáng tiện, bây rấn ly dụng. Lào sư tiện, bị rấn chi phụ. Lào sư tiện, bị rấn chi phụ. Lào sư, thật thà, tiện, một chút. Bị rấn, người khác, chi phụ, bắt nạt. Lào sư tiện, bị rấn chi phụ. Qua đợ hảo, dạo rấn đu chi. Qua đợ hảo, giao rấn tu chi. Qua đợ hảo, sống tốt. Giao rấn, làm người ta. Tu chi, đố kỵ. Qua đợ hảo, giao rấn tu chi. Qua đợ chà, bù bèi tôn trọng. Qua đợ chà, bù bèi tôn trọng. Qua đợ chà, sống kém hoặc sống không tốt. Bù bèi, không được. Tôn trọng, tôn trọng. Qua đợ chà, bù bèi tôn trọng. Xin yển tố, bìa rằng sô nì yuán hòa. Xin yển tố, bìa rấn xuân nỉ yuyên hóa. Xin yển, tâm tư, suy nghĩ hay lo lắng. Tua, nhiều. Bìa rấn xuân nỉ, người khác nói bạn. Yuyên hóa, khôn khéo. Xin yển tua, bìa rấn xuân nỉ yuyên hóa. Xin yển sảo, yêu bể xua chẳng ủ não. Xin yển sảo, yêu bể xua chẳng ủ não. Xin yển sảo, lo lắng ít. Yêu bể xua chẳng, lại bị nói thành. Ủ não, không có não. Xin yển sảo, yêu bể xua chẳng ủ não. Zuo de zài hǎo, yě you ren tǎo yàn. Zuo de zài hǎo, yě you ren tǎo yàn. Zuo de zài hǎo, làm tốt đến đâu, yě you ren, cũng có người, tǎo yàn, ghét. Zuo de zài hǎo, yě you ren tǎo yàn. Fù chú zài duō, yě bù huì rén rén xǐ huān. Fù chú zài duō, yě bù huì rén rén xǐ huān. Fù chú, bỏ ra. Zài duō, nhiều đến đâu. Yě bù huì, cũng không phải. Rén rén xǐ huān, mọi người đều thích. Fù chú zài duō, yě bù huì rén rén xǐ huān. Zuò rén nán, nán zuò rén. Zuò rén nán, nán zuò rén. Zuò rén nán, làm người khó. Nán zuò rén, khó làm người. Zuò rén nán, nán zuò rén. Zuò yǐ bù rú zǒu zì jǐ de lù. Bìa rén ài zěn me shuō. Jiù zěn me shuō ba. So yǐ bù rú zǒu zì jǐ de lù. Bìa rén ài zěn me shuō, jiù zěn me shuō ba. So yǐ, vì vậy, bù rú chi bằng zǒu zì jǐ de lù, đi con đường của riêng mình. Bìa rén ài zěn me shuō, người khác thích nói thế nào, jiù zěn me shuō ba, thì nói. So yǐ bù rú zǒu zì jǐ de lù. Bìa rén ài zěn me shuō, jiù zěn me shuō. Rén jìng wǒ yì chǐ, wǒ jìng rén yì zhàng, zhè jiào rén pǐn. Rén jìng wǒ yì chǐ, wǒ jìng rén yì zhàng, zhè jiào rén pǐn. Rén, người, jìng wǒ yì chǐ, kính tôi một thước, wǒ jìng rén, tôi kính người, yì zhàng, một trượng, zhè jiào rén pǐn, đây gọi là nhân phẩm. Rén jìng wǒ yì chǐ, wǒ jìng rén yì zhàng, zhè jiào rén pǐn. Rén báng wǒ yì huí, wǒ shí bèi fán huí. Rén băng wǒ yì huí, wǒ shí bèi fán huí, zhè shì qíng yì. Rén băng wǒ, người giúp tôi, yì huí, một việc, wǒ shí bèi, tôi gấp 10 lần, fán huí, trả lại. Wǒ shí bèi fán huí, tôi trả lại gấp 10, zhè shì qíng yì, đây là tình nghĩa. Rén băng wǒ yì huí, wǒ shí bèi fán huí, zhè shì qíng yì. Rén zěnme dài wǒ, wǒ zěnme dài rén. Rén zěnme dài wǒ, wǒ zěnme dài rén. Rén zěnme dài wǒ, người đối với tôi thế nào. Wǒ zěnme dài rén, tôi đối với người như thế. Rén zěnme dài wǒ, wǒ zěnme dài rén. Hě wǒ kè kè qì qì, wǒ jiù bin bin you lǐ. Hě wǒ kè kè qì qì, wǒ jiù bin bin you lǐ. Hě wǒ, đối với tôi, kè kè qì qì, khách sáo. Wǒ jiù, tôi liền, bin bin you lǐ, nho nhã lễ phép. Hứa wǒ kè kè qì qì, wǒ jiù bin bin you lǐ. Đối phương mán bù jiǎng lǐ, wǒ yě jiù bù liú yú dì. Đối phương mán bù jiǎng lǐ,
我也就不留余地。对方đối phương蛮不讲理，ngang ngược vô lý, 我也就tôi cũng sẽ不留余地, không rào trước đón sau. 对方蛮不讲理, 我也就不留余地。好脾气不代表没脾气，这是轻易不发脾气而已。好脾气不代表没脾气，只是轻易不发脾气而已。好脾气 tính khí tốt, 不代表 không đại diện cho, 没脾气 không nổi nóng, 只是轻易 chỉ là đơn giản, 不发脾气 không tức giận, 而已 là trợ từ đặt đầu cuối câu có nghĩa mà thôi, biểu thị ngữ khí nhẹ nhàng. 好脾气 不代表没脾气, 只是轻易 不发脾气而已。师父说你不招人喜欢，因为你不够虚伪。师父说你不招人喜欢，因为你不够虚伪。师父说，师父 nói, 你不招人喜欢， con không làm người ta thích, 因为你 bởi vì con, 不够 không đủ, 虚伪 giả dối. 师父说，你不招人喜欢，因为你不够虚伪。嘴不够甜，不会睁眼说瞎话。嘴不够甜，不会睁眼说瞎话。嘴命不够甜 không đủ ngọt, 不会睁眼 không biết mở to mắt, 说瞎话 nói lời không thật. 嘴不够甜 不会睁眼说瞎话。你不招人喜欢，因为太真诚太善良，事事为别人着想。你不招人喜欢，因为太真诚太善良，事事为别人着想。你不招人喜欢 con không làm người ta thích,因为 bởi vì, 太真诚 quá chân thành, 太善良 quá lương thiện, 事事 việc gì cũng, 为 着想 nghĩ cho ai đó, 为别人着想 nghĩ cho người khác. 你不招人喜欢因为太真诚太善良事事为别人着想。你不招人喜欢因为一颗真心永远比不上一张好嘴。你不招人喜欢，因为一颗真心永远比不上一张好嘴。你不招人喜欢 ，con không làm người ta thích， 因为 bởi vì 一颗真心 một trái tim chân thành 永远比不上 mãi mãi không so được với 一张好嘴 một cái miệng hay。你不招人喜欢，因为一颗真心永远比不上一张好嘴。你不招人喜欢。因为会做的不如会说的。你不招人喜欢，因为会做的不如会说的。你不招人喜欢 con không làm người ta thích, 因为 bởi vì 会做的 biết làm, 不如 không bằng 会说的 biết nói. 你不招人喜欢，因为会做的不如会说的。而会说的又不如会装的。而会说的又不如会装的。而嘛会说的 biết nói, 又不如 lại không bằng, 会装的 装giả vờ, 会装的 biết giả vờ。而会说的又不如会装的。人一旦有了隔阂就是真的走不进了。人一旦有了隔阂就是真的走不进了。人 con người,一旦 một khi 有了隔阂 đã có ngăn cách 就是真的 chính là thật sự 走不进了 không lại gần được nữa. 人一旦有了隔阂 就是真的走不进了。人可以说谎但细节不会。人可以说谎但细节不会。人可以 con người có thể 说谎 nói dối 但细节 nhưng những chi tiết nhỏ不会体空体。人可以说谎但细节不会。斤斤计较是因为吞下所有委屈的人不是你。斤斤计较是因为吞下所有委屈的人不是你。斤斤计较顶端计力是因为 là bởi vì 吞下所有委屈的人 đây là cụm danh từ mình sẽ dịch人 trước, người,吞下 nuốt hết 所有委屈 tất cả ấm ức 不是你 không phải bạn.
斤斤计较是因为吞下所有委屈的人不是你。旧事重提，是因为从来没被妥善处理。旧事重提，是因为从来没被妥善处理。旧事重提 nhắc lại chuyện cũ, 是因为 là bởi vì, 从来没 trước nay chưa, 被妥善处理, được xử lý ổn thỏa. 旧事重提 是因为从来没被妥善处理。无数个需要你的瞬间，我都闭嘴了。无数个需要你的瞬间，我都闭嘴了。无数 vô số,各需要你的瞬间 đây là cụm danh từ mình sẽ dịch瞬间 trước những khoảnh khắc 需要你 cần đến bạn 我都 tôi đều 闭嘴了 im lặng 无数个需要你的瞬间我都闭嘴了因为我知道好好爱自己也知道回不去了因为我知道好好爱自己也知道回不去了因为 bởi vì 我知道 tôi biết 好好爱自己 yêu bản thân thật tốt 也知道 cũng biết 回不去了 không thể quay lại nữa 因为我知道 好好爱自己 也知道 回不去了 Sau đây mình cùng nhau xem lại toàn bộ video này nha 做人真的好难善良点被人利用老实点别人欺负过得好遭人妒忌过得差不被尊重心眼多别人说你圆滑心眼少又被说成无脑做得再好也有人讨厌付出再多也不会人人喜欢做人难难做人所以不如走自己的路别人爱怎么说就怎么说吧人敬我一尺我敬人一丈这叫人品人帮我一回，我十倍返回，这是情义。人怎么待我，我怎么待人。和我客客气气，我就彬彬有礼。对方蛮不讲理，我也就不留余地。好脾气不代表没脾气，这是轻易不发脾气而已。师父说，你不招人喜欢，因为你不够虚伪，嘴不够甜。不会睁眼说瞎话你不招人喜欢因为太真诚太善良事事为别人着想你不招人喜欢因为一颗真心永远比不上一张好嘴你不招人喜欢因为会做的不如会说的而会说的又不如会装的人一旦有了隔阂就是真的走不进了人可以说谎但细节不会斤斤计较是因为吞下所有委屈的人不是你旧事重提是因为从来没被妥善处理无数个需要你的瞬间我都闭嘴了因为我知道好好爱自己也知道回不去了Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video Sửa rấn, làm người. Hy vọng là video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧, 谢谢大家, 再见.